Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phan Văn Khánh, cư trú tại thôn Đồng Chùa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn giữa Phan Văn Khánh và anh Trịnh Đức Ân, sinh năm 1973, trú quán xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2020, tại phòng trọ của anh Ân ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Khánh đã dùng kéo đâm vào người anh Ân, hậu quả anh Ân tử vong. Phan Văn Khánh phạm tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự, căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Khánh 16 năm tù.